Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 24 tháng 6, ông Lang Xuân Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong thương tâm. Theo đó, khoảng 13 giờ trưa cùng ngày, cháu Quang Đại Nam 11 tuổi, chú xã Châu Bính và em gái Quang Mộng Kiều 7 tuổi cùng một nam sinh gần nhà ra khu vực sông hiếu tắm trong lúc tắm cháu kiều không may xảy chân vào vũng nước sâu cháu kiều tiếp tục bị dòng nước đẩy trôi ra xa thấy vậy nam vội bơi ra để cứu em gái xong bất thành cả hai anh em cùng bị dòng nước nhấn chìm nam sinh còn lại sau đó vội chạy về gọi người lớn ra ứng cứu rất đông người dân cùng thợ lặn ra tìm phải đến chiều tối mới tìm thấy thi thể hai anh em được biết tại thời điểm đó mẹ hai em đang đi cây lúa còn bố đang đi làm xa ở miền nam Do trời nắng nóng nên hai anh em ở nhà rủ nhau ra khu vực cầu máng chơi rồi dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Lãnh đạo xã Châu Bính cho biết gia đình cháu Nam thuộc diện hộ nghèo, hiện cả gia đình đang sống cùng ông bà nội. Chiều 24 tháng 6, Thượng tá Phan Ngọc Tố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ký quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Ngọc Hải, sinh năm 1985, chú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Hải là tài xế điều khiển xe tải mang biển số 29H 88960 gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn hôm 8 tháng 6, khiến 3 người tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên. Trước khi bị truy nã, ngày 12 tháng 6, Bùi Ngọc Hải đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo quy định truy nã, Hải có đặc điểm nhận dạng cao 1m65, màu da ngầm đen, tóc đen, lông mày rậm, có sẹo chấm cách 2cm dưới sau mép trái. Theo cơ quan điều tra, khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 6, anh Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1992, chú huyện Cẩm Xuyên, điều khiển xe tải biển kiểm soát 38C 18065 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc. Khi tới điểm mở giải phân cách ở km 533 050 quốc lộ 1, ô tô do tài xế Hát điều khiển chuyển hướng sang đường đã bị xe tải do Bùi Ngọc Hải cầm lái tông từ phía sau. Cú tông mạnh khiến xe của anh Hát điều khiển bị đẩy sang chiều ngược lại và bị xe đầu kéo do tài xế Trần Minh Mẫn quê Tiền Giang cầm lái tông trực diện. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe tải biển kiểm soát 38C-18065 tử vong tại chỗ. Theo cơ quan chức năng, trước khi xảy ra tai nạn, xe anh Hát đã bật đèn xi nhan chuyển hướng. Xe tài xế Hải đã không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ, dẫn tới tông vào phía sau xe của anh Hát, khiến phương tiện này lao sang bên kia đường và bị xe đầu kéo tông trực diện. Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong, Bùi Ngọc Hải đã rời khỏi hiện trường. Ngày 8 tháng 6, công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định truy tìm tài xế này, tuy nhiên tới nay Hải vẫn chưa tới trình diện cơ quan công an. Chiều 24 tháng 6, ba anh em trong vụ cháy nhà trọ ở Đà Lạt được quan tại nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, gia đình đưa ba cháu về quê nhà ở khu phố Tam Hiệp 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để tiến hành tổ chức tang lễ và an táng. Không chịu nổi nỗi đau mất ba đứa con trong đám cháy, chị Đậu Thị Tú, 29 tuổi, sốc nặng, phải nằm điều trị tại trạm y tế phường 7, thành phố Đà Lạt. Hình ảnh người mẹ nằm thiếp đi trên giường bệnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Chị Tú phải nằm trên xe cấp cứu trong quá trình đưa quan tài các con về quê. Anh Vòng Duy Anh, 30 tuổi, bố của ba nạn nhân, gạt nước mắt, cố gắng vững vàng, vừa lo cho vợ vừa lo việc cho các con. Bà ngoại của ba cháu nhỏ cũng đau đớn, đứng không vững, phải có người dìu trong tình trạng đang chuyển nước. Rất đông người dân Đà Lạt đã đến thăm hỏi, phúng viếng các nạn nhân xấu số trước khi gia đình đưa quan tài các cháu lên xe về quê nhà lúc 17 giờ 20 phút. Được biết, gia đình nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chị Tú và chồng thường xuyên đi làm thuê ở nhiều địa phương khác nhau để kiếm sống. Trước đó, chị Tú cùng ba con từ Định Quán đi thăm chồng đang làm thuê tại Ninh Thuận. Đến chiều ngày 23 tháng 6, mấy mẹ con đến Đà Lạt thăm bà ngoại là bà Nguyễn Thị Tâm và vào sáng ngày 24 tháng 6 thì xảy ra vụ hỏa hoạn trên đường Nguyên Phi Ỉ Lan, thuộc phường 7 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hậu quả, ba cháu bé là anh em ruột con của chị Tú bị thiệt mạng, gồm VMA 1 tuổi, nam, VNBA 4 tuổi, nữ và VAK 6 tuổi, nam. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người thân của các nạn nhân. Người dân tổ dân phố Thánh Mẫu đã đăng thông tin trên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ gia đình của các cháu bé vừa gặp nạn. Mới đây, đại diện Ủy ban nhân dân phường Văn An, thành phố Chí Linh, Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 23 tháng 6, Dương Đình Luyện sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, đi ô tô bán tải màu xanh chưa rõ biển số đến nhà bà LTH sinh năm 1964, trú phường Văn An. Tại đây Luyện dùng hung khí đâm bà H và con gái bà H là chị TTNA sinh năm 1993 là vợ cũ của Luyện. Sau đó Luyện lái ô tô rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời truy bắt nghi phạm. Bà Hát và chị N.A. bị thương cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bà Hát tử vong. Vào sáng nay ngày 24 tháng 6, ông Đỗ Đức Phu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Văn An cho biết, vào đêm muộn ngày hôm qua, chị N.A. con gái bà Hát đã không qua khỏi và hiện tại thi thể nạn nhân được đưa về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Cơ quan công an cho biết, nghi phạm Luyện và chị A đã ly hôn nhiều năm, hiện tại cả hai đã có cuộc sống riêng. Liên quan đến thông tin nghi phạm Luyện vừa ra tù lại tiếp tục gây án được chia sẻ trên mạng xã hội, cơ quan cảnh sát điều tra khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Lãnh đạo công an thành phố Chí Linh cho biết, đối tượng Luyện đã chấp hành án xong từ năm 2017, tức là 7 năm trước, Luyện đang làm công việc vệ sinh công trình nhà cửa. Được biết trước đây chị N.A. và nghi phạm Dương Đình Luyện đã kết hôn và sinh được một người con, sau đó hai vợ chồng đã ly hôn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt nghi phạm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 24 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng, vợ dùng dao đâm chồng tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng gần 24 giờ đêm ngày 22 tháng 6, ông Sầm Văn Quy, sinh năm 1963, chú Bản Khục, xã Châu Lộc, đi uống rượu về nhà, thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với vợ là Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1967. Quá trình mâu thuẫn, ông Quy đã bị vợ dùng dao nhọn đâm hai nhát vào ngực dẫn đến trọng thương. Thấy chồng bị thương nặng, Dung cùng con trai gọi xe cứu thương đưa chồng đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên nạn nhân Quy đã tử vong. Sau khi đưa ông Quy về nhà, bà Dung và người thân làm thủ tục khâm liệm, nhập thi thể ông Quy vào quan tài ngay trong đêm sáng hôm sau bà dung mới báo cho hàng xóm biết ông quy tử vong thấy sự việc bất thường người dân địa phương đã báo cáo chính quyền và công an nghi ngờ về cái chết của ông quy cơ quan công an đã đề nghị gia đình mở quan tài để kiểm tra và phát hiện ông quy bị đâm ở ngực người con trai nhận tội bảo đâm chết bố khám nghiệm hiện trường nhà chức trách phát hiện một con dao nhọn vứt sau nhà sau chuỗi các dữ liệu cảnh sát nghi ngờ người con trai không phải là thủ phạm bị triệu tập bà dung thừa nhận hành vi Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cụ thể, tối 23 tháng 6, lãnh đạo xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết hai vợ chồng chú trên địa bàn được phát hiện tử vong bất thường trong nhà. Nạn nhân là ông NVT, 80 tuổi, và bà TTV, 77 tuổi, cùng chú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú, Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, con gái ông Tê tới thăm bố mẹ nhưng cửa đóng kín nên trèo cổng vào thì phát hiện bố mẹ đã tử vong. Bố nằm dưới đất, mẹ nằm trên giường. Khoảng 1-2 ngày nay, người dân xung quanh không thấy vợ chồng ông Tê và bà V ra ngoài, nhà đóng cửa. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.